Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh trên làn sóng 76.3 FM và Hải Lan giới thiệu đến thính giả bác sĩ Vương Linh Chi, chuyên khoa về mắt và bác sĩ chuyên khoa về cái phương pháp Ortho-K đã trên 20 năm rồi. Xin mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay và gọi cho văn phòng bác sĩ 714-530-2006, 530-2006. Và nếu như chúng ta không có thời gian để mà nghe kịp thì cũng có thể vào YouTube và đánh chữ Vương Optometry trên YouTube. Xin thân chào bác sĩ Vương Linh Chi hôm nay. Vâng, chị mến chào chị Hải Lan, người thính giả đang theo đài. Vâng, thưa bác sĩ, với cái kỳ trước chúng ta có nói là bác sĩ là cái người viết về các phương pháp Ortho-K này rất là nhiều năm, lên đến 5 năm và đăng báo. Hải Lan cũng đã từng đọc thấy những chương trình này, nhưng mà bác sĩ nói bác sĩ viết báo 5 năm không thấy ai biết tới, cho tới khi bác sĩ lên đài chỉ có 5 phút và về lại văn phòng và ngạc nhiên là các em đeo kính ngồi đầy trong văn phòng. Bác sĩ có thể chia sẻ về cái chuyện này không? Dạ, cảm ơn chị Hải Lan. Thì mình hồi xưa đó mình mở phòng mạch thì mình cũng muốn chia sẻ cái cách sử dụng mắt, phải không? Một là mình xài cái mắt mình đúng thì cái mắt mình nó không có bị yếu, bị mệt, bị bệnh. Hai là mình muốn cái bằng bring awareness, là mình đưa ra cái hại của cái cận thị. Cái cận thị nó ảnh hưởng cuộc đời của mấy cháu rất là nhiều. Mấy cháu tập thể dục không được, mấy cháu bị lên độ, mấy cháu bị mất cái bằng tin tưởng. So mình không có biết là có đài nữa, thì chị Hải Lan mình cũng có nghe đài nữa. Mình đâu có biết là có đài Việt Nam, đài này đài nọ. Thì mình chỉ có biết là có newspaper. Sau mình có mình nói với cái chỗ là viết báo đó, mình sẽ viết một cái article, một cái văn mỗi tuần. Thì cái văn đó là for educational, mình cũng trả chứ không phải là cái newspaper mướn mình trả đài cái newspaper. Thì mỗi thứ tư nào mình rất là xuyên ngồi để viết, chị Hải Lan rất là nhiều thời gian ngồi để viết về different topic, giống như Halloween á, thì mình nhắc là mấy cháu phải đừng có lấy cái gì che mắt, không thôi nó hại cái mắt, cản trở ngoài đường cho không thấy đường, không có mất cái an toàn, phải không? So mỗi cái topic nói gì chút xíu về Ortho-K, nói gì chút xíu bảo vệ mắt gì này nọ. 5 năm mình viết mỗi tuần, mỗi thứ tư nó publish thứ năm vô cái newspaper, mà người ta giờ mà người ta không có đọc. 5 năm mà cứ viết hoài. Sau có ngày cái chị kia mời mình lên đài, cái lúc mà mình lên đài mình nói trên đài á, live á, như vậy nè, lúc đó nói tiếng hiểu gì được. Dạ, lúc đó nói tiếng Việt cũng lành, nó nói thiệt chị, mình nói tiếng Anh nữa, giờ xong nữa tiếng Việt nữa tiếng Anh. Xong khi mình lên đài 5 phút mention có chút xíu, hai ba câu là này là bác sĩ lo cho mấy cháu đừng có bị lên độ cận thị, mà sau đó mình chạy tới đài á là phòng mạch đầy nứt nhỏ đeo mắt kính. Ngạc nhiên quá, phụ huynh đứng đó đợi mình, nói là mình đang kiếm cái gì để đừng có lên độ, nhưng mình không biết là có, nhưng mà mình cũng biết cái đó là tên gì nữa, mình đâu biết là tên Ortho-K, mình chỉ có biết là mình muốn cái đó cho con mình. Đó, sau đó là nó mark on cái history của Vương Ngọc Trâm Truy là cái ngày đó là bắt đầu phụ huynh dẫn mấy cháu tới lập phương pháp Ortho-K. Giới thiệu rất là nhiều. Chứ một cái là mình nhớ là mình lên đài và mình lúc đó đó thì mình phải nhờ mấy cô mà nói chuyện với mình đó, mấy người cô host đó, giúp mình kêu bằng dạy mình nói tiếng Việt. Tại vì chị biết không chị Hải Lan, mình về đài đó có mấy cô này gọi là bác sĩ Vương nói tiếng Anh vô, cô không hiểu, cô muốn hiểu mà cô không hiểu. Xong rồi ok mình gác nha, mình gác đừng bỏ tiếng Anh vô, mình gác tiếng Việt. Vâng, và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với văn phòng bác sĩ Vương Linh Chi qua số 714-530-2006, 530-2006. Và bác sĩ có thể giải thích rõ ràng cho quý thính giả của chúng là cái lợi ích của Ortho-K nên là như thế nào, không cần đeo kính vân vân. Dạ, cảm ơn chị Hải Lan. Thì trước gì mình cũng phải nói là tại sao mấy cháu bị cận thị, thì phần nhiều là mấy cháu bây giờ cái thời buổi này là xài computer rất là nhiều, iPhone, iPad. Mấy cháu nào á, chị biết là trong phòng mạch đó, tại mình gặp nít nhỏ nhiều, cỡ 7-8 tuổi là mấy cháu có cái iPhone rồi. Mà cái iPhone đó là không phải iPhone thường, chị biết không, có flip phone hay là cái gì, cái là iPhone mới nhất á, phải không? Thì nó rất là đẹp, cho mấy cháu xài rất là mê, xài rất là lâu. Thì mình xài phone càng nhiều, mình xài gì gần nhiều á, iPad á, cái mắt nó sẽ đổi cái khuôn, nó đổi cái shape, nó giãn ra. Lúc mà giãn á thì cái mắt không có dòng gõ được nữa rồi, cái hình mà nó mình dòm á
nó sẽ không có nằm ngay cái võng mạc. Cái võng mạc là một cái đường máu nó nhận hình vô để đẩy qua cái não để mình dòm được. Sau cái mắt của mình nó bị giãn ra rồi á, thì cái hình nó nằm chính giữa cái mắt. Thì giống như mình dòm qua cái gì mà giống như nước gì đó mờ mờ. Sau bởi vậy lúc mà mình đeo mắt kiến á, thì cái mắt kiến á, nó không có đưa đúng cái, giống như chị biết cái mắt kiến là nó thẳng, nó là straight. Cái mắt của mình nó là tròn, sau cái hình mà mình đẩy cái qua cái cặp mắt kiến á, là nó chỉ có đẩy cái hình ra đằng sau thẳng thôi. Mà mắt mình đằng sau nó tròn, nó đâu có nhận được hết cái hình. Nó chỉ dòm được một chỗ thôi, mấy bìa ngoài nó mờ hết. Thì lúc mà mắt cháu bìa ngoài mờ đó là cháu không có thấy rõ. Như là mấy cháu đó chơi banh cũng không có giỏi nữa. Mấy cháu mà bị cận thị là rất là clumsy, mà chơi banh chụp không được nữa, tại không biết chơi banh ở đâu chụp rớt giờ này nọ. Đó, so với cái cận thị đó mà mình đeo mắt kiếp năm này tới năm nọ lên. Hai đó mình xài máy nhiều quá, xài mắt nhiều quá, xài đọc sách nhiều quá không ngừng. Như là mấy cái lighting và cái cách ngồi nó hại cho mắt cháu lên độ. Sau lúc mà lên độ thì cái mắt nó yếu đi. Thì giống như nhiều khi nó bệnh cả khô mà là cái áp suất cao, hay là cườm, hay là nó bị máu ở đằng sau nó yếu đó, thì nó sẽ rách được cái đường máu đó. So mình phải cản trở lại qua một cái gì mà nó ôm lại. Giống như mình nói là ai mà bị răng hô đó, thì mình đeo cái niềng răng là cái braces để cho cái răng nó đừng có bị hô. Nhưng mình đeo cái braces xong rồi, mình lấy cái mấy cái sắt đó, mấy cục sắt nhỏ nhỏ là braces đó, lấy ra rồi đó, thì cái răng nó cũng còn move, thì mình phải đeo cái retainer. Thì cái Ortho-K là một cái retainer cháu đeo buổi tối, một cái lens nó giống như một cái retainer để giữ cái khuôn cháu lỡ nó không có giãn ra, mà nó sẽ đẩy cái độ cháu hết luôn. Thì cháu khỏi đeo mắt kiến và sáng cháu thấy được rõ 20-20 mà 360 độ là bề ngoài bề chính giữa cháu cũng thấy rõ được luôn qua cái phương pháp này. Rất là hay. Vâng, và mọi chi tiết thì quý thính giả có thể gọi văn phòng bác sĩ để lấy hẹn, đó là 714-530-2006, 530-2006. Và chúng ta cũng có thể coi trên YouTube để được hình ảnh rõ ràng hơn với bấm vào chữ Vương Optometry, Vương Optometry trên YouTube. Vâng, trở lại với bác sĩ thì ngoài ra bác sĩ có trên YouTube thì chúng ta nói nhiều về vấn đề Ortho-K hay không thưa bác sĩ? Dạ cảm ơn chị Lan. Sau mình có mấy cái video nói về cái Ortho-K là cái gì, mình nói tiếng Việt với tiếng Anh luôn. And then mình nói là cái benefit là mình đeo cái phương pháp Ortho-K á, nó tốt cho cái mắt ra làm sao, nó đổi làm sao. Rồi mình nói cái cách làm sao đeo cái Ortho-K lens, tại mình biết nhiều phụ huynh sợ không biết con mình bị làm được không. Đó, xong mình chỉ cái cách trên video how to do it. Nhưng mà nếu mà phụ huynh mấy cháu phòng mạch của mình thì mình sẽ train one on one. So có nhiều cái video về cái cách ngồi làm sao, nghỉ ngơi làm sao, đừng có lên độ. So mấy cái video đó là anh chị coi được ngày nào, giờ nào cũng được, anytime. Nhưng ngưng là ở lúc mà bận rộn rồi xong cái đeo tiếp, coi tiếp cái second part. Thì mình có tiếng Anh với tiếng Việt cho mấy cháu coi luôn. Nhưng mà cái quan trọng là mình, cái gì cũng vậy, mình coi trên cái video nó cũng có thể là for information only. Nó không phải là 100% là hạp cho mình. Ăn thư mình đi khám, mình mới biết. Giống như mình coi cái gì mình nói, ôi chắc con mình không có lên độ. Mà thiệt ra con mình nó có thể nó lên độ, xong mình không biết, hay là cái bệnh này mình coi người ta nói là bệnh này có thể là tại vì vậy mình mới bệnh này. Nhưng mà thiệt ra cái đó là general thôi, là nó có thể nói thôi. Nói chung thôi. Dạ vâng. Thôi mình phải cũng phải đi khám mắt chứ không phải mình nhờ mấy cái video. Mà để cho nhờ cho phụ huynh hiểu cái phòng mạch của mình hay là hiểu mình, thiệt ra là mình 100% là làm phương pháp Ortho-K, 100% mình muốn khám cho đứa nhỏ. Tại cái tương lai của tụi nó cái đường đi rất là xa, phải không chị? Vâng, cảm ơn bác sĩ Vương Đình Chí rất nhiều. Và khi mà nói tới cái benefit, tức là cái lợi ích của cái Ortho-K đó, thì Hải Lan thấy là khi mà chúng ta không có bị cận nữa, sau khi mà mở cái lens ban đêm ra đó, thì mình trông thấy rõ ràng. Và như vậy thì mình có thể đeo kính mát cho nó đẹp hơn, hay hoặc là chúng ta có thể bơi lội, hay là chơi những cái thể thao như bác sĩ từng nói đó, rất là tốt cho các em. Và nó coi như là thay đổi cái cuộc đời của một người luôn đó bác sĩ ha. Dạ vâng, dạ chị Hải Lan nói rất là đúng. Chính mình hồi xưa đó, mình là cái hobby của mình đó, nếu mà đi tập thể dục đó là mình chỉ có thích đi bơ thôi. Tại hồi xưa team đó là không ai pick mình đó, tại mình đâu thấy đường đâu. Mình đang mắc kính dày quá. So, mình đi bơ, mà chính mình đi bơ đó, mình bơ á thì cái mắt kiến chị biết nó nước cái trong hồ bơ thì nó ấm phải không? Cái mắt kiến của mình nó bị đục, bị phót gì nó mờ đi. Mình lấy mắt kiến ra thì mình bơi vô người ta, hay là mình bơi vô cái wall của cái swimming pool. Sao bởi vì lúc mà mình bỏ được mắt kiến á, cái đó là mình rất là thích. Tại vì mình bơ lội, mình lặn xuống thì mình lúc mà mình như mấy cháu bị cận thị á,
mà có mắt kiến mấy cháu không muốn tập thể dục được, mấy cháu mắt sợ rớt mắt kiến, rất là sợ rớt mắt kiến là không thấy đường, sợ lắm không muốn tập thể dục. Nếu mà cháu nào bỏ mắt kiến rồi đó, lúc đó cái benefit là cái tốt là mình hướng dẫn, mình huấn luyện cháu con đi tập thể dục nó đi, và lúc mà cháu đi tập thể dục nhiều nữa đó thì cái mắt của cháu, cái cận thị nó control rất là effective, nó giữ gìn năm này tới năm nọ. Giống như có cháu kia lúc nó tới nó lùng xịt à, có 7 tuổi gì đó, nó là 2,5 tuổi, ba nó nói thiệt chị là mình rất là quý, hai vợ chồng có một đứa con thôi, dẫn cháu tới là tin tưởng mình sao đưa cặp mắt quý cho nó, của nó đưa cho mình lo. Thì cháu 2,5 tuổi mà cháu đeo phương pháp AutoK tới bây giờ đó cũng là 10 năm sau cháu cũng còn có 2,5 tuổi. Mà bây giờ á nó tới mình không nhìn ra được là tại năm này nó đổi, mà đổi rất là nhanh, cao hơn ba nó 2 cái đầu luôn á. Mình lái xe, mình đọc học đại học, everything independent, mà mắt tốt, mà ba cháu cũng chở cháu tới lo cho mình lo cái cặp mắt. Bởi mình thấy rất là quý là nếu mà mình không có lo cho con mình á, mỗi năm á đeo mắt kiến nó sẽ lên 1 độ tới 2 độ cận thị. Mà chị nghĩ coi cái digital world we live in là cái thời gian mình xài máy nhiều dữ vậy đó, nó còn lên nhanh nữa, mà nó lên mấy cháu trẻ hơn nữa. Hồi xưa thì 7-8 tuổi mà bị cận thị, bây giờ 4-5 tuổi là bị cận thị rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vương Liên Trì. Và một lần nữa số điện thoại văn phòng là 714-530-2006, 530-2006. Cảm ơn bác sĩ Vương Liên Trì và hẹn vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn chị Hải Lan và quý thính giả đang nghe đài hôm nay.